Xin chào anh em, mình được gầy. Trước đây thì mình đã có giới thiệu và đánh giá nhanh cho anh em một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Mipao, một cái sản phẩm pin sạc dự phòng không dây rất là đẹp và sang trọng. Thì khi mà mình làm xong thì cũng có khá nhiều anh em thắc mắc về cái thương hiệu và cũng như là cái line up sản phẩm của hãng Mipao này. Vậy thì hôm nay mình sẽ xin chia sẻ cho anh em về thương hiệu Mipao cũng như là một loạt các sản phẩm của Mipao mình đang có ở đây nhé. Có thể đối với các bạn thì Mipao là một cái tên hơi xa lạ một chút ở thị trường Việt Nam bởi vì họ cũng mới gia nhập vào thị trường Việt Nam. Thế nhưng đây là một thương hiệu đã có mặt từ rất là lâu rồi, là một thương hiệu lâu đời của Mỹ và họ có văn phòng chính thức đặt ở Mỹ rồi thì Anh rồi thì Hồng Kông. Và sản phẩm của Mipao thì xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới, cả Mỹ, Úc, châu Á, châu Âu, Trung Đông thì gì cũng có. Và họ nổi bật bởi cái line sản phẩm rất là rộng, các bạn có thể dễ dàng tìm sản phẩm của họ ở trên cả Apple Store. Và họ cũng là một trong những thương hiệu hiếm hoi đầu tiên của thế giới sản xuất sạc dự phòng tích điện cho cả điện thoại cũng như là tablet. Hôm nay thì mình có may mắn là mình có rất là nhiều các sản phẩm ở đây. Mình sẽ xin được giới thiệu nhanh cho anh em bởi vì nếu mà nói kỹ thì thật sự là rất là lâu. Cái củ đầu tiên gây ấn tượng cho mình đó là một cái củ trông giống như cái bình hoa. Đây là cái củ Vaso Aroma Diffuser. Nói chung đây là một cái củ máy tạo xương để giúp cho các bạn có thể trang trí cũng như là giữ ẩm trong phòng. Cái này thì các bạn chỉ cần đổ nước rồi cho một vài giọt tinh dầu thơm và nó sẽ xì 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 khói. Ngoài ra thì nó có chế độ âm thanh để khi các bạn bấm vào nó phát ra những cái điệu nhạc vui tai để giúp chúng ta thư giãn hơn. Củ này thì để trang trí phòng rất là tốt. Tất cả các sản phẩm của Mipao mình có ở đây đều có một nét đặc trưng chung, đó là nó có một cái thiết kế vô cùng tinh tế, sang trọng. Vì thế cho nên là mình nghĩ rằng khi mà các bạn cầm lên thì nó không chỉ là một cái thiết bị để giúp ích cho các bạn mà nó còn dùng để trang trí cũng như là để tạo nên cái nét cá tính riêng của các bạn nữa. Ví dụ như mình đang có đây một củ PowerQ 10.000 lít, chả hiểu sao họ ghi chữ L ở đây nhìn như chữ lít ấy. Nhưng mà đại khái đây là củ sạc có dung lượng là 10.000 mAh, hỗ trợ ngay cả jack Lightning built-in ở bên trong. Các bạn sẽ không cần mà cầm theo một cái dây sạc loang hoang ở bên ngoài nữa. Rất là tiện lợi và ngoài ra thì nó cũng hỗ trợ chuẩn sạc 5V và 2.4A. Các bạn có thể hoàn toàn sạc cho cả điện thoại cũng như là tablet. Thì đấy, ví dụ như cái củ sạc như này thì không chỉ là đẹp từ vỏ hộp mà các bạn sẽ còn có một cái sản phẩm bên trong cũng rất là sang trọng. Và cái độ hoàn thiện của các sản phẩm của Mipao thì mình đánh giá rất là cao. Tất cả các củ sạc dự phòng này của Mipao thì đều được làm với chất liệu nhôm. Và ngoài ra thì cũng ứng dụng công nghệ sạc nhanh đầy đủ luôn cả Qualcomm QuickCharge 3.0. Và tất nhiên là không thể thiếu được các cái công nghệ ảo đảm an toàn, ví dụ như là tự động ngắt sạc khi có sự cố gì đó, đúng không? Chúng ta không thể nào mà để một củ sạc đến tận 10.000 hay thậm chí là 20.000 mAh nó chập cháy phát nổ được thì rất là nguy hiểm. Bên cạnh củ PowerQ có cái dây Lightning được gắn liền thì mình cũng sẽ có rất là nhiều các sản phẩm sạc dự phòng khác. Nhưng mà nổi bật nhất thì tất nhiên đó là hai cái củ sạc không dây mà lần trước mình đã có giới thiệu cho anh em. Và ngoài ra thì mình có ấn tượng thêm với hai sản phẩm này. Một cái là PowerTube 6000W. Các bạn hoàn toàn có thể sạc các chiếc AirPods của mình. Ở đây họ cũng ghi luôn là made for Apple Watch này, made for iPod và cũng như là iPhone. Ngoài ra thì đây có một cái mà mình cảm thấy thích hơn cả, đó chính là một cái đế kê lên. Cái này để các bạn dựng lên trong quá trình mà các bạn sạc thì các bạn vẫn có thể xem phim bình thường. Thực ra thì các bạn có thể nghĩ rằng là vừa sạc lại còn vừa xem phim thì có thể nó chai pin, nhưng mà thực ra thì mình đã làm bao nhiêu năm nay rồi. Mình dùng con 7 Plus, mình vừa sạc vừa vẫn xem phim YouTube bình thường. Mà thực ra cả năm nó mới chai có 5%. Các bạn dùng vài năm nữa nó chai thêm vài phần trăm nữa, thay máy là bình thường. Và cuối cùng là cái sản phẩm mà cũng độc đáo không kém so với củ phun xương lúc đầu. Đây là cái củ Selfie Stick. Cái gậy này thì họ không sản xuất ngay mà đã được gây vốn ở trên Kickstarter trước. Và đặc biệt là khi mình mới nhìn vào cái gậy này thì mình cảm giác không khác gì một cái tuýp cả. Đấy, kéo ra như này vụt thì thốn phải biết. Hoàn toàn là một chất liệu nhôm, trông rất là đẹp và chắc chắn. Nó không hề bị tình trạng ọp ẹp một tẹo nào. Cái tất cả các cái mấu nối thiết kế của nó đều được làm rất chắc chắn. Kể cả khớp bẻ ở trên, mình bẻ lên bẻ xuống mấy ngày hôm nay rồi, đều rất là chắc chắn. Các bạn chỉ cần mở ra gập xuống. Chúng này trên này chúng ta sẽ có một cái dây da để các bạn có thể kéo ra dễ hơn. Và khi các bạn mở ra thì các bạn có thể móc vào điện thoại mình như là một cái gậy tự sửa bình thường. Chỉ có mỗi một điều là cái gậy hơi ngắn một chút. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái nút Bluetooth để các bạn có thể bấm vào. Và cái gậy này cũng có pin luôn, kết nối Bluetooth với điện thoại các bạn luôn. Và các bạn có thể dùng để bấm như một cái nút điều khiển chụp nhanh từ xa. Các bạn sẽ không cần một cái dây 3.5 cắm vào cổng 3.5 nữa. Bởi vì rõ ràng là đối với các sản phẩm của Apple khi mà lên các phiên bản iPhone cao cấp hiện nay thì họ không còn sử dụng jack 3.5 nữa. Một sản phẩm rất là đẹp và có độ hoàn thiện cực kỳ cao. Mình dùng một thời gian rồi mà vẫn không hề thấy có hiện tượng xuống cấp. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho anh em một loạt các line sản phẩm của Mipao. Họ là một thương hiệu Mỹ có mặt từ lâu đời và nói chung tất cả sản phẩm của họ đều chú trọng
vào chất lượng hoàn thiện, thiết kế sang trọng và đặc biệt là được hỗ trợ và cũng như là được cấp chứng chỉ Murphy của Apple. Những cái sản phẩm này thì mình đã có trải nghiệm và mình cảm thấy nó rất là ngon. Nếu mà anh em chỉ tập trung vào các cái chất lượng sạc thôi thì mình nghĩ rằng Bipao có thể chưa dành cho các bạn. Nhưng nếu các bạn muốn một sản phẩm không chỉ để sạc mà còn để làm đẹp, cầm theo người để trang trí cho phòng làm việc của mình trông sang trọng và đẹp đẽ lên, tôn lên cái nét đẹp cho phòng làm việc của các bạn, thì Bipao sẽ chính là một thương hiệu dành cho các bạn. Video này là hết rồi. Nếu anh em có quan tâm đến các sản phẩm của Bipao thì mình sẽ cho anh em đường link bên dưới phần mô tả. Thì nếu anh em cảm thấy video ích, hãy bấm like cũng như là bấm chuông để chờ đón các video tiếp theo đến từ Review Dạo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các số video sau. Bye bye. Hơn nữa là họ cũng được. Các bạn có thể